Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lập Cà Lập Cà Lập Cà Nhông Nhông Nhông. Rồi, chúng ta đến với phần quan trọng nhất đúng không Tuyết Ngân? Là phần gì nhỉ? Để chuẩn bị đi dịch cô hồn này. Em nói như vậy, em nói gì giật cô hồn trong lớp học thì cả nhà em nghe là mày đang học hay là đang gì vậy là chết luôn á. Mẹ em nghe mẹ em cười quá trời mà. Trời ơi, lớp học tí mẹ em tưởng là cái chợ nữa mà đi coi thách thức danh hài nữa hay gì mà cười không. Nhưng mà thật ra đây là lớp học nha. Rồi. Các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị cho mình một cái tâm hồn đẹp, một cái đường truyền thật sự tốt và một cái mic chuẩn chưa nào? Nhớ ha, việc điểm danh chỉ là một cái hình thức vô cùng đơn giản, vô cùng vui vẻ ha. Mình không có cái gì phải áp lực, không có cái gì mà các bạn phải chập giật hết nha. Mình thoải mái nhất có thể. Đã là lớp của thầy Lộc thì không lường trước được bất cứ cái điều gì hết. Thầy sẽ đọc bất kỳ cái tên của ai đó và cái người đó nếu mà trễ 2 tiếng điểm thì coi như là vắng cái buổi ngày hôm nay, mặc dù đã học 3 tiếng đồng hồ nha. Được chưa? Rồi, im lặng tức là đồng ý. Lê Nguyễn Tuyết Ngân. Vắng ha. Nguyễn Lê Tuyết Ngân mình hả? Ủa, Nguyễn Lê Tuyết Ngân. Ok, coi như thầy xé nháp ha, thầy đọc lộn, thầy xé nháp. Rồi, bắt đầu lại nha. Sẵn sàng chưa, Phan Gia Thịnh, sẵn sàng chưa? Dạ có. Chưa, thầy chỉ gọi tên Phan Gia Thịnh thôi, thầy muốn kiểm tra đường truyền của em thôi. Thầy chưa điểm danh em đâu nha Phan Gia Thịnh. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Nguyễn Vương Thảo Linh. Dạ có em. Rồi. Bùi Đình Khánh Đoan. Dạ có. Có thầy ơi. Ghi rồi, ghi rồi. Nguyễn Hoài Phương Uyên. Vắng. Dạ có. Có thầy ơi. Lê Thị Hoài Trinh. Có. Vắng hả? Có em thôi. Lê Thị Hoài Trinh sao lúc nào cùng lai là em hết? Sao em lúc nào em cùng xáo thầy hết? Lê Thị Hoài Trinh. Em bịt mic sẵn nhưng mà do màng lát á thầy. Thầy đã nói rồi, em phải kiểm tra lại đường truyền trước khi mình điểm danh mà. Lê Thị Hoài Trinh chưa điểm danh nhé. Dạ. Nguyễn Vĩnh Bảo Trân. Dạ có, dạ có, dạ có. Ủa xí em xí. Đâu có phải giật cô hồn đâu mà em làm như vậy chứ. Em làm ào ào vậy. Dạ cho nó chắc chắn thầy. Miễn là em trước lời của thầy thôi là được rồi. Chứ không cần phải chắc chắn mà ào ào như vậy đâu nha. Mình điểm danh bình thường, nhẹ nhàng, thoải mái. Các bạn nên enjoy cái moment này đi. Chứ thầy đâu có kêu các bạn phải là cúng cô hồn gì đâu mà phải giật đúng không? Rồi, tiếp nha. Nguyễn Thị Thùy Trang. Dạ có. Vắng. Phan Gia Thịnh. Vắng ha. Ai biểu sao chi thầy đánh vắng ráng chịu. Ủa em... Nguyễn Thị... Ủa em, thầy đợi cho em nói gì đó. À hồi nãy em nhớ, em nghe là em nói trước thầy mà. Em coi là cái record này để thầy đúng hay thầy sai nha. Nếu mà thầy đúng á thì rõ ràng là thầy đúng rồi. Còn mà nếu là thầy sai thì em coi là cái điều trước đó nha. Mà nếu mà thầy quá sai thì em hãy nhớ đến cái câu châm ngôn là thầy chẳng là gì trong cái lớp này hết, thầy chỉ là cái người chấm bài của em thôi. Được chưa? Nha. Dạ dạ. Rồi. Vậy cuối cùng là thầy đúng hay thầy sai nha? Dạ thầy đúng. Rồi đó, vậy đi cho nó nhanh không? Vậy là em vắng ha. Rồi. Thầy đúng là em vắng thôi. Đúng lời của em nói mà. Phan Đình Tuấn Thành. Có. Ủa xí, Phan Đình Tuấn Thành nãy giờ có sửa bài không? Thầy đâu có nhớ cái tên này đâu ta. Em chờ con go ghi á thầy. Ờ em chờ con go ghi à. Xin lỗi nhé, thầy không nhớ tên của em. Xin lỗi nhé. Rồi, thầy nói khá là giống giọng của em không? Không. Em là người miền Trung thầy nè. Em là người miền Trung thì thầy đang nói giống miền Trung luôn. Dạ.
thấy đúng chưa? Bây giờ dạ. Là lớp này là ai ở quê ở đâu thì nói đúng cái dòng quê ở đấy luôn cũng được luôn. Dạ. Thật má. Ví dụ Hoài Trinh lúc nãy là Hoài Trinh nói cái dòng cũng miền Trung đúng không Hoài Trinh? Dạ. Thầy biết ngay mà. Đấy, bây giờ thầy vô cùng là không muốn các bạn phải xa quê hay là xa nhà mà các bạn nhớ tới cái dòng mẹ đẻ của mình nữa. Thầy sẽ nói luôn cái dòng mẹ đẻ của các bạn để các bạn đỡ nhớ nhà, hiểu không? Ủa mà các bạn đang ở quê mà hả? Dạ. Ok, coi như các bạn thêm một cái người bạn ở chung quê nữa đi, được không? Dạ, rồi buổi sau em nói giọng như thầy. Rồi buổi sau em nói giọng đó thì chỉ có em với thầy nghe được thôi, mấy bạn kia không nghe được gì luôn. Dạ. Nó cũng dạ luôn cái mấy đó. Trương Thị Yến Nhi. Dạ có. Bạn hả? No, thầy ơi, no, 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 no. Thầy không phải là con chó nha, em kêu gì là kêu chó vậy? Bùi Vân Quỳnh Như. Dạ có. Có mà thầy. Thầy đâu có nói gì đâu em. Em nhạy cảm quá không? Tại hồi nãy em thấy thầy kêu vắng. Thầy không có nói luôn. Trời ơi, em nhạy cảm quá rồi. Rồi tiếp tục nha. Cà Võ Phương Nhi. Vắng ha. Dạ có. Chị hay. Thì đúng rồi, bà nói sao giọng của tôi thì bà vắng đúng rồi bà. Mà làm gì bà nhảy nảy lên vậy? Okay. Đào Tuấn Nguyên. Dạ có. Vắng ha. Ông thầy đờ, thầy đờ là em nói có rồi, thầy đờ là em có rồi. Đờ hồi nào? Có, thầy đạo á, đờ là em có mà. Rồi, thầy ghét nó ghê mấy đứa. Ai biểu. Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc. Vắng ha. Sao vậy? Thầy thấy cái nỗ lực vội vàng của em nhưng mà vẫn sao lời của thầy đó. Như thầy đã nói rồi, mình cũng phải thì nhanh chân, nhanh tay, nhanh cái mồm lên chứ em. Rồi, tiếp theo. Nguyễn Lê Tuyết Ngân. Vắng ha. Có. Đó, thầy thấy nỗ lực giật cô hồn của em nhưng mà thầy thấy em vẫn trễ nha, Tuyết Ngân. Mặc dù em là người sẵn sàng nãy giờ. Em đó. Giật trước rồi thầy nói luôn rồi thầy. Thôi, không tin em hỏi mẹ em rồi sao coi. Mẹ em rồi xem, mẹ em nghe luôn kìa. Mẹ em đang cột tóc mà mẹ em nghe em điểm danh sao thầy lời thầy luôn kìa. Nguyễn Tấn Lập. Vắng. Dạ, ha. Có thầy. Rõ ràng các bạn có nghe Tấn Lập sao lời của thầy không? Đâu, em trước mà. Ừ, em trước lời của bạn nào chứ đâu phải trước lời thầy. Tấn Lập chưa được điểm danh ha, tí nữa thầy sẽ gọi lại sao. Này chắc tới chiều quá mấy đứa, tới chiều luôn, tới tối luôn, chưa xong nữa. Cứ kiểu này là tới tối luôn. Phạm Huệ Mẫn. Vắng ha. Dạ, dạ có. Hay chưa các bạn thấy không? Thầy nói chữ vắng, ngắt đi một vài giây thì nó bắt đầu thốt lên lần. Ở mạng á thầy. Thầy đã nói là kiểm tra lại đường truyền rồi mà. Đừng có đủ thừa cái gì hết trơn á. Mốt các bạn á, dời cái chỗ học của mình tới gần ngay cục mạng cho thầy. Các bạn đừng có học xa rồi các bạn đủ thừa nữa. Em ngồi chế chụp wifi rồi thầy, thầy vẫn cho em chặn vô thầy. Thì em trả là đúng rồi, mẹ còn làm chứng cho thầy nữa mà. Em ngồi chế cục wifi luôn thầy, cục wifi để làm test luôn mấy người. Thì nghĩ là em nên thay cục mạng luôn nha. Nguyễn Võ Ngọc Ánh. Vắng ha. Đó, các bạn thấy vắng đúng không? Các bạn thấy vắng đúng không? Thầy kết thúc mất 3 giây rồi mới thốt lên lời lận. Em chưa vô thứ. Thầy đã nói rồi sao lại em có thể lường trước được điều những điều thầy điểm danh sắp tới được mà em phải vô thế. Em phải vô thế ngay từ đầu. Em xứng đáng vắng bữa hôm nay. Huỳnh Ngọc Hoàng Châu. Vắng ha. À, dạ có. Đó, rõ ràng em sao lời thầy rõ ràng nha, thầy không có bịa đặt đâu nha. Em bấm lộn thầy. Thầy đã kêu là em mở cái mic trước từ nãy đến giờ đi rồi mà sao bây giờ em lại đủ thừa. Em biết chắc là thầy sẽ gọi rồi nhưng mà em nhắn không kịp. Thì nó là lỗi của em đúng không? Đâu phải lỗi của thầy. Đúng không mấy bạn? Rồi vắng ha, học 3 tiếng đồng hồ nhưng mà tới lúc điểm danh vắng thì chịu thôi. Đó, thầy. Bùi Hoàng Diệu. Vắng ha. Đó, ngắt tới 5 tiếng rồi mà chưa có đứa nào lên. Dạ có. Hồi nãy thầy điểm danh em rồi mà thầy. Thầy nói là thầy không có gọi tên em, thầy bỏ tên em mà thầy điểm danh lại mà em nhớ không? Ủa, có đó thầy.
tí nữa em coi là cái record này nhé. Nếu mà thầy đúng á, thì chắc chắn là em vắng. Còn nếu mà thầy sai á, thì em coi là cái điều một. Được chưa? Nếu mà thầy em không phục lời của thầy á, thì thầy chẳng là cái gì trong lớp này. Thầy chỉ là cái người như thế nào hả Phan Gia Thịnh? Dạ thầy chỉ là cái người giảng cái lớp này. Không, thầy chỉ là cái người như thế nào đó. Ờ, cái đó thì em quên rồi thầy. Cái người qua đường rồi còn lại gì nữa? Có được tổng điểm không? Thật khỏi ha, cái con bé nó hám điểm ghê không kìa. Nếu mà em thấy là thầy bất công với em quá thì em nên xem lại một cái điều quan trọng nhất thầy nói từ đầu đến giờ. Thầy chẳng là cái gì trong cái lớp này cả. Thầy chỉ là một người qua đường và chấm bài của em vào phút cuối thôi. Nó không có quan trọng. Bùi Hoàng Diệu, vắng ha. Nãy giờ thầy kêu tên dạ em có. Nhiều lần rồi. Có thầy. Thời gian nào mà để em cười rồi em mới nói có. Em có thấy cái việc mà đi giật cô hồn mà em ngồi đó em cười xong em mới tới bắt đầu giật không, lại còn cái gì đâu mà giật em? Nãy em giật rồi. Nãy em giật nhưng mà em giật vẫn trễ. Rồi Bùi Hoàng Diệu chưa được điểm nhanh. Nguyễn Thị Phương Hân và... Dạ có không có gì cô hồn, không có gì cô hồn. Em không có cái gì để giật, không có gì để giật. Dạ có nha thầy. Lê Nguyễn Vàng Gia Hân. Có. Đó, các bạn thấy Gia Hân lúc nào luôn cũng luôn trong cái tâm thế là sẵn sàng hết các bạn. Vì tên của bạn nó tới 5 từ luôn, đọc rất mất thời gian. Cho nên là bạn luôn luôn đủ thời gian để bật mic, các bạn hiểu vấn đề không? Nó có trách thì trách, các bạn có cái tên quá ngắn làm gì. Rồi, tiếp theo ha. Đinh Bùi Khánh Đoan, vắng ha. Có này. Trời ơi, trời ơi. À, Đinh Bùi Khánh Đoan chưa được điểm danh nha, đọc lại nha. Ôi thầy ơi, trái tim bụng vỡ, thầy ơi, điểm danh đi. Rồi Hoàng Diệu lần thứ tư. Dạ có nha. Có thầy ơi, có. Em nạt ai vậy, em nạt ai vậy Diệu? Dạ có, em nạt ai vậy? Em nạt ai vậy? Em đâu dám đâu thầy ơi, thầy thấy em mở mic sẵn thì em đã rất là thành tâm rồi thầy. À, em có thể không thành tâm mà. Em bắt buộc phải thành tâm. Tạ Võ Phương Nhi, vắng. Có thầy. Thầy sao lại có thầy? Thầy chắc chắn phải có. Không có thầy ai đọc tên em? Dạ có em. Buồn cười ghê. Nãy giờ chắc Dông đọc tên em á. Nguyễn Tấn Lộc, vắng ha. Có em thầy. Em bấm lộn. Em đã. Đó hay chưa? Có cái nút mic thôi mà cũng bấm lộn nữa, không phải Tấn Lộc là không phải, không ai làm được điều đó luôn mấy đứa. Thiệt luôn á. Bởi thầy đã nói rồi, cái một lớp không có thể có hai Lộc được mà. Thầy sẽ tìm cách để kích nó ra khỏi lớp mình ha tụi em ha. Thầy ghét nó. Rồi Tấn Lộc vắng ha. Thôi thầy. Em là cái gì mà em được quyền thôi thầy? Em đâu có mối quan hệ gì với thầy đâu mà em thôi thầy được. À ha, ý em là thôi là quýnh đúng không, là giọng đúng không? Là từ địa phương đúng không? Em thôi thầy là em quýnh thầy đúng không? Ờ cha chả. Em thật sự gan dạ Nguyễn Tấn Lộc nha. Dạ không phải gì đâu thầy. Cuối cùng ý của em là gì? Thôi thầy ý ở đây là gì? Ờ dạ không phải á thầy. Không phải, thầy không biết. Thầy cứ nghĩ là thầy hiểu theo nghĩa đen thôi, thầy không nghĩ cái gì hết trơn. Rồi Tạ Phúc Hy, vắng ha. Sao nó lúc nào nó cũng sao thầy, tụi em nó ổn không nhở? Em có biết là em coi là cái record của cái buổi một đi, thầy cho em tới tận 3 cái cơ hội luôn á. Có ai mà giật cô hồn mà cho giật lại 3 lần không? Ghét nó ghê mấy đứa thiệt á. Châu Văn Đạt, vắng ha. Có. Không kịp thầy ơi. Cái lớp này buồn cười, đã kêu là mở mic sẵn đi, nghe là thốt lên liền, ré lên liền. Thầy vừa đọc là chưa tới một giây nữa. Đã, ủa, em nghĩ giật cô hồn mà đợi em 2-3 giây hả? Giật cô hồn mà đợi em vài phút hả? Cái này còn nhanh hơn giật cô hồn nữa thầy. Bây giờ quy định đi, mấy đứa mà thầy không có nhớ chính xác nhưng mà mấy đứa con gái như Hiền Hiền á là chắc chắn phải nói giọng trầm ha.
con gái mà nói giọng cao thì cũng rất là bình thường nha. Con gái chắc có mỗi Bùi Quỳnh Như nói giọng cao thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, con gái nói giọng trầm á thầy. Ok, con gái chỉ có mỗi Bùi Quỳnh Như là nói giọng giọng cao tôi thôi. Tôi là Ollie, tôi là Ollie. Rồi, sẵn sàng chưa? Có cần phải tính hello, con nghe nè ba. Cái gì ba? Trời ơi, con trả lời giọng cao cái ba con hỏi, ba con nói là giọng cao con luôn thầy, con hết hồn. Chắc tôi chết quá. Rồi, sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu ha. Đã nói rồi nha, chơi là cái lớp này phải chơi cả lớp nha, chứ không có chơi một hai đứa nha. Có mà mời lên phòng thanh tra thì đi cả đám chứ không có đi một đứa nha. Nói rồi nha. Nha. Rồi, chơi là chơi cả đám ha. Không đi chết mà sợ gì thầy. Đi chứ. Rồi chết chết chồng, không có chơi chết riêng lẻ được nha. Lớp này phải chơi hết vậy á. Rồi. Chồng cái kiểu này nè thầy. Ok, trở lại. Ok, thầy xin gọi tên đầu tiên là Nguyễn Hoàng Châu. Dạ có em thầy ơi. Ok. Quỳnh Trung Hậu. Dạ có em, Quỳnh Trung Hậu thầy ơi. Nguyễn Thị Thúy Uyên. Dạ có em thầy ơi. Ủa cái đó là sắp chết anh ơi em. Cao vừa cái đất cái nơi á. Nguyên Minh Anh Tuấn. Dạ có em. Rồi tiếp tục nha. Bùi Đăng Trâm. Dạ Bùi Đăng Trâm có thầy ơi. Bùi Đăng Trâm. Ok. Nguyễn Ngọc Thu Trang. Dạ Thu Trang có thầy ơi, có Thu Trang. Rồi, Phạm Thuy Mai Thuy. Vắng ha. Thì có thầy ơi. Có em thầy ơi. Nghe rồi thầy nói. Nguyễn Hoàng Anh Thuy. Dạ có em thầy ơi, có Nguyễn Hoàng Anh Thuy. Ủa sao Nguyễn Hoàng Anh Thuy lại tông cao? Nguyễn Hoàng Anh Thuy phải tông trầm chứ. Dạ có em thầy. Trong Bích Thùy. Dạ có em ơi. Có trường hợp cái lòng chị Tông đó đang thở oxy đó em. Tông nó không có đúng yêu cầu. Em lại nè. Trong Bích Thùy. Dạ có em ơi. Vậy càng ngày nó càng chán vậy. Nè để hưng phấn hơn xíu nha. Nguyễn Hiếu Thuận. Nguyễn Hiếu Thuận đi Nobita. Dạ yeah. Có hình dung một phương nha. Sao nhiều Nguyễn Hữu Nhân quá vậy? Nhiều Bùi Quỳnh Như như Nguyễn Hữu Nhân. Ok. Đó phải vui như vậy đó thì lớp mới nó thú vị chứ. Nguyễn Phạm Thảo Như. Dạ, Nguyễn Phạm Thảo Như có. Bùi Quỳnh Như. Lắng nghe, lắng nghe. Dạ có em thầy ơi, it's me, it's me. Rồi. Nguyễn Hữu Nhân. Dạ có em nè thầy ơi. Em nè, Nguyễn Hữu Nhân. Nguyễn Hữu Nhân 19 tuổi, cao 1m58. Nguyễn Thị Hoài My. Nguyễn Thị Hoài My cổ nha thôi. Nguyễn Hồ Tân Lập. Rớt hả? Mít đâu? Đâu này? Đâu? Dạ Nguyễn Hồ Tân Lập. Tiếp đi. Đặng Thị Hồng Lam. Đặng
thì không làm thầy. Gì vậy? Con đó nó phá game ghê luôn á. Tâm thấp cái nào? Dạ có, Đặng Thị Hồng Lam ạ. Lê Thị Minh Châu. Dạ có nha thầy. Chắc chắn là phải có thầy rồi. Về Nguyễn Dư Anh. Dạ có em thầy ơi. Ôi, giọng nó hơi nam á, giọng nó nam ghê chứ. Nha.